Thưa quý vị và các bạn, chỉ tính riêng trong tháng 9 vừa qua và những ngày đầu tháng 10 này thì số ca mắc các bệnh như sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết đã liên tục tăng cao tại khu vực phía Nam. Và trước chiều hướng gia tăng của các bệnh này thì Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp phòng chống. Từ đầu năm đến nay, địa phương có số ca mắc sởi cao nhất khu vực là tỉnh Đồng Nai với 136 ca. Tiếp theo là Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Cái việc mà xử lý các ổ dịch phải nói là cần phải nâng cao hơn nữa. Bởi vì khi mỗi trường hợp xảy ra, nếu chúng ta khoanh vùng, chúng ta xử lý kịp thời thì nó tránh lây lan ra. Sởi thì chúng ta phải làm sao để mà chích ngừa cho đúng, chích ngừa cho đủ, đặc biệt là cái mũi 9 tháng và cái mũi nhắc, cái mũi 2 đó. Nếu mình chích quá 9 tháng hoặc là mình nhắc trễ quá thì nó cũng sẽ bị thôi. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tay chân miệng đang hoành hành với trung bình 200 ca nhập viện mỗi tuần tại các bệnh viện nhi. Đã có 6 trẻ tử vong vì căn bệnh này. Sốt xuất huyết thì đang ở vào đỉnh dịch trong năm, với sự góp mặt của cùng lúc nhiều chủng virus là D1, D2, D3, D4. Có bệnh nhân mắc đến 2 chủng virus sốt xuất huyết chỉ trong vòng 1 tháng. Thứ nhất là tay chân miệng thì nó có thể sốt hoặc không sốt, có thể sốt cao hoặc sốt nhẹ. Còn sốt xuất huyết và sởi thì nó sốt rất cao, có nghĩa là sốt, uống thuốc vô không hạ thuốc, hết sốt xuất lại liền. Còn sởi thì nó sẽ kèm theo ho rất là nhiều, ho chảy mũi rồi mắt kèm nhèm. Thì hai ba cái đó mình phân biệt với nhau rất là dễ. Còn thêm bác sĩ thì họ sẽ tìm thêm những cái mụn nước, mụn vết loét là bằng tay bằng chân hoặc là những cái chấm xuất huyết của sốt xuất huyết thì người ta sẽ phân biệt được thôi. Nếu như mà mình không phân biệt được á thì phải đi khám bệnh, và ba cái bệnh đó thì cũng phải theo dõi và phát hiện khi nào nó có biến chứng mình can thiệp, và đặc biệt là phải cách ly. Các chuyên gia khuyến cáo với bệnh sởi, giải pháp quan trọng nhất là các địa phương cần chủ động tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ trong độ tuổi tiêm chủng nhưng chưa được tiêm vaccine đầy đủ. Riêng đối với bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, do chưa có vaccine phòng ngừa nên để phòng bệnh, cộng đồng cần thực hiện 4 sạch: ăn sạch, ở sạch, đồ chơi sạch và bàn tay sạch.